Khương Giang lần đầu hé lộ không gian mặt tiền biệt thự bạc tỷ, bề thế, hoành tráng, nhìn qua đã thấy không vừa. Khương Giang hiện đang là một trong những nghệ sĩ được săn đón nhiều nhất nhì VBIP. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, Khương Giang đang có trong tay khối tài sản không phải dạng vừa. Mới đây nhất, nàng hậu khiến dân tình phải suýt xoa trầm trồ khi tung loạt ảnh tạo dáng trước căn biệt thự cực hoành tráng của mình. Đây là lần đầu tiên Khương Giang công khai hình ảnh ngôi nhà này lên mạng xã hội. Có thể thấy, dù chỉ khoe sương sương khung cảnh phía trước, nhưng không gian của căn nhà đã chứng minh nó có giá trị không hề nhỏ, lên tới con số hàng tỷ vì độ bề thế. Căn biệt thự của Khương Giang được thiết kế với gam màu trắng, xanh chủ đạo, có khoảng sân vườn rộng rãi, cổng cao sang trọng. Được biết, Khương Giang đã tậu căn hộ này được một thời gian. Trước đó, vào năm 2016, Khương Giang tự sắm cho mình một căn hộ chung cư cao cấp sau thời gian miệt mài làm việc. Năm 2019, cô tiếp tục mua tặng bố mẹ một căn chung cư có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Khương Giang liên tiếp chi tiền mua xế hộp hạng sang, được bạn trai CEO Matt lưu tặng C8 tỷ đồng và hiện cô đang trở thành tay chơi hàng hiệu có tiếng trong VBIP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin mới nhất của kênh. Đừng quên nhấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh.